Xin chào cả nhà đã trở lại với xe đầu kéo Vlog nhé. Hiện tại thì Tú đang có mặt tại sân bay Nội Bài. Hôm nay thì sau khi mà nghỉ Tết xong xuôi rồi thì bây giờ mình mới xuất hành cái chuyến đi đầu tiên. Và hôm nay là mình đón những vị khách rất là đặc biệt mà từ nước Mỹ xa xôi trở về. Đó là những cô chú khán giả của Tú, là xem kênh Tú cũng khá là lâu rồi. Thì cô chú có nhờ Tú là chở đi Tây Bắc và Đông Bắc Hà Giang để khám phá một số địa điểm. Thế cho nên là Tú đầu năm cũng đang rảnh thì cũng thực hiện một chuyến đi. Cô chú cũng đặt lịch cho Tú là từ tháng 9 năm ngoái rồi, cho nên là đợt này thì Tú cũng bỏ thời gian ra để chở cô chú đi. Nên là bây giờ là đáng ra thì đầu năm nay thì mình cũng có kế hoạch là đi quay đây đó, nhưng mà khi đã nhận lời với các cô chú mà từ phương xa rồi thì mình cũng cố gắng mà thực hiện. Đấy thì cũng quay chia sẻ đến các bạn một số những hình ảnh. Từ Tết đến giờ là nghỉ Tết hơi dài rồi, cũng hơn 10 ngày rồi mới quay lại cái video đầu tiên, nên là mong các bạn cũng thông cảm giúp cho Tú. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ quay lại cái hành trình mà chở khách đi Tây Bắc. Cụ thể là hôm nay mình sẽ có lịch trình đi Sapa. Bây giờ mời các bạn là cùng theo dõi video của mình nhé. Hôm nay trở lại với xế cưng của mình thì mình có lắp là thêm một cái giá lóc như thế này để chở thêm hành lý, vì bình thường là không có đủ cái không gian cho cốp sau. Em nhờ cái này thì mình mua là 1,5 triệu, về nhà là tự lắp ráp vào cả nhà. Đấy. Sau đó là mình sẽ dùng bạt buộc ở bên trên. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong sân bay để đón cô chú là tận nơi luôn. Các cô chú là từ phương xa về cho nên là cũng lạ lẫm. Mình sẽ vào trong sảnh chờ hành khách ở bên trong. Sapa nơi gặp gỡ đất trời về đêm. Đây, chào buổi sáng Sapa nhé, cả nhà nhé. Hôm nay Tú lại đang ở khách sạn Anh Hải, gặp lại Yến. Rồi bên trên bản đường sau có Ái Mỹ, rồi hôm nay có cả em Mùa Y Liên nữa. Mùa Y Liên thì không biết anh nhé, anh biết em. Anh An, chợ phiên Tây Bắc. Bây giờ là đội mình đi đâu đây anh? Anh đi xuống bản để quay cái lễ hội gầu tàu. Bảo dựng bản gì đấy anh? Bản Tà Van. Tà Van à? Tà Van rồi, cháy rừng. Cháy ở tầng dưới Xéo Mỹ Tỷ cơ. À đấy à. Thế tôi hẹn mọi người sau nhé. Okay. Em phải đưa các cô các chú lên Phan Xi Phan. Vâng vâng. Anh An đợt này là đi với các em là trẻ ra 10 tuổi nhá. Em đọc các comment của các bác là nhiều ở trên kênh Bếp Trên Bản đấy, bảo là đợt này làm tóc xoăn là nhìn trẻ ra đến 10 tuổi đấy. Hôm nay thì anh em đi quay hội, nhưng mà đầu xuân năm mới thì cũng xin kính chúc quý khán giả trên kênh xe đầu kéo Vlog một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đấy, năm mới thì mình cũng có cái kiểu tóc nó hơi mới một tí. Đẹp đấy anh ạ, ngày xưa em cũng làm ấy. Trẻ trẻ ra một tí ha. Thôi, chúc anh kênh năm nay là sẽ phát triển rực rỡ hơn nhá. Cảm ơn em. Rồi, anh đi đi, có gì chưa mà anh em mình gặp sau nhá. Đây là em Mùa Y Liên này, bây giờ là hôm nọ là anh Hải có sang bên ăn Tết Mông, còn anh em mình ở trên tà số nhỉ. Hôm nay thì em mới sang đây. Hôm trước nghe nói chào là anh ấy nhé, bảo là lên trên tà số. Đúng rồi. Hôm nay gặp ở bên ngoài thì mới thấy trực tiếp nhỏ nhắn xinh xắn. Thôi nhá, mọi người đi chơi vui vẻ nhá. Dạ. Thế anh Tú chúc anh là anh với đoàn là đi chơi vui vẻ ạ. Chiều là anh lên cầu kính Rồng Mây đấy. Rồi sẽ đưa các chú là ghé vàng kỷ quán nhá. Nhá, đi nhá mọi người nhá. Đi với anh An thì vui rồi. Anh Hải anh đi Dubai, giao lại anh An ngựa chiến này. Nói chung là mấy anh em lanh quanh mấy cái lễ hội ở trên này các bạn ạ. Vui nhỉ, em do là bận quá chứ không là em nhìn mọi người đi này em khoái lắm. Chờ em mãi mà. Mà không biết làm thế nào cả, chịu ấy. Thấy anh em đi là sướng quá. Thôi nhá mọi người đi nhá. Okay, bye nhá Yến nhá. Chưa gặp lại. Okay. Ôi, bên đường sau này sao ngồi thoải mái mà nhỉ, vừa đủ người luôn. Đủ chỗ luôn. Mình lại đến đây mình bẻ giọng mà. Ái Mí sướng nhá. Hôm nay được ngồi hưởng thụ ghế chủ tịch này. Đấy, Bếp Trên Bản ngồi hưởng thụ ấy. Chào anh nhá.
Đây, chú Vịnh từ bên nước ngoài về, bên Mỹ về. Rồi, tạm biệt mọi người nhá. Bây giờ là Tú đưa các cô các chú đi ăn sáng, rồi đi Phan Xi Phăng nha cả nhà. Cây đào đấy cô chú ạ. Vâng, nở hoa đẹp. Muốn đẹp thì tí lên trên nhà thờ ạ. Nhà thờ đá, vâng. Hôm nay thời tiết ở Sapa rất là đẹp các bạn ạ. Mình đang đi bộ đi ra ga cáp treo để đi lên đỉnh Phan Xi Phăng. Mấy ngày hôm nay thì ở Sapa là có nắng, cho nên là không có bị mây mù như những chuyến trước mình đi. Thời điểm này thì đây hoa đào vẫn đang nở rất là đẹp này. Đấy. Có những cây đào rất là to nha. Cây đào quá to luôn. Không khí hôm nay quá là đẹp luôn các bạn ạ. Giờ có nắng lên. Bên kia là có linh vật rồng của Sapa này. Bây giờ mình di chuyển từ ga Mường Hoa đi lên ga cáp treo. Quay đi chú. Lấy quay chút. Chú bấm cái số 30 trên này chuyển lên đỉnh 60 này, nó đỡ bị giật này. Đỡ giật hình đẹp lắm ấy. Nhìn sang bên kia kìa. Đẹp chưa? Mày thời tiết đẹp quá. Chụp ảnh các cô chú tại Phan Xi Phăng được chưa? Rồi đẹp lắm, trời đẹp lắm, chụp màu trời đẹp lắm. Rồi mình tới nhà hàng Sapa TV ạ. Vâng. Vâng. Xuống ăn trưa đây. Đây là set dân tộc. Đấy. Set nhà mình còn thiếu cá nướng. Thiếu cá nướng đúng không? Chú xem thế nào, có giống ở trên TV không hả chú? Đây là gà nướng hạt dổi mắc khén, rồi có bánh chưng đen này. Rồi đây là thịt lợn bản hấp này. Rồi đây là nộm này. Cá suối này. Rồi đây là rau cảnh, mèo xào, thịt các bếp này, lạp xưởng này. Đấy. Nay là mình đưa cô các chú đến nhà hàng anh Hải là ăn món ăn cô chú từ Mỹ về này. Nhìn cái mẹt là chú là từ bên Mỹ về đây ăn cái mẹt này đấy. Hôm nay được gặp lại chị Tuyên chủ tịch rồi. Năm mới em chúc chị cùng gia đình sức khỏe dồi dào, rồi với hai nữa là công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Đấy, hôm nay là em có đưa các cô các chú là từ Phú Yên ra, hai cô chú đây thì từ bên Mỹ về đến đây thưởng thức ẩm thực đấy. Vâng. Thế cô chú ra đây là trải nghiệm ẩm thực mà xem trên kênh Vợ Chồng Con Nhiều thì mình thấy như nào ạ? Mình có thấy hợp khẩu vị không ạ? Ngon.
thì bây giờ dùng miền khác nhau dạ. Nhưng mà ăn gọi là nó cũng hợp cho nó không có khó lắm. Nó không khó lắm. Ừ. Mà mình vẫn ăn hết một cái mẹt như này là ok rồi. Okay. Ăn chưa hết được luôn. À. Em là no. Với cái giá mà một mẹt mà như chú nhìn mê lưu bên cháu thì thấy nó hợp lý không? Hợp lý, ok, không có đắt đâu. Sao bên Mỹ là quá rẻ luôn đúng không chú? Quá rẻ. Hồi đi hôm đi dọc đường ăn là đã biết rồi. Hôm qua là ăn cơm là 950 là được 3 món thôi. Là mất cái 50 đô à. Bao nhiêu con người ăn còn bên 50 đô lại quay một người ăn chưa ấy chưa đủ dạ. Đấy nó vậy đó. Thế chú ở bên đấy là đều theo dõi mấy cái kênh mấy anh em con hết à? Theo cậu hái là từ đi núi đi non cái gì chợ đi rồi chợ cho phiên. Tới bây giờ đâu rồi còn ông này mà từ cái hầu mà ăn quẻ ở bờ trong cái đầu kéo à hầu như dũng diễm là theo hầu chưa có xe theo ông này coi như trong cái xe đầu kéo chứ đâu gần vừa rồi anh Hải nhà con ấy cũng có phỏng vấn để đi Mỹ nhưng mà bị trượt visa rớt luôn hôm qua hầu đêm đi ở trên xe có từ bóng dưới cầu thú này dạ. Đi nước nào cũng nói nhưng mà đi Mỹ đừng có nhầm vô nó lắm cứ nói cả rớt đi được được thôi à. Là nó không có sợ mình qua ở luôn à. Chứ không còn phải là nói bữa lên Sơn Hòa là có ông anh bà chị là cái ông đấy là bò một nắng gì gì đó à, Hòa Trung ấy bò một nắng à. Hòa Trung ấy ông nói do là cái tài sản của ông tài sản của vợ chồng ông không có nghi ngóng sa ba tivi này đâu. Ừ. Nhưng mà tại vì bả là coi như là không tại vì mà như anh Hải đi phỏng vấn con không thấy gì người ta hỏi gì về lặng lề là tài khối tài sản như nào cả không bắt chứng minh cái gì cả bảo vừa hỏi câu là đi đâu đi Mỹ cũng trượt rớt luôn à, trong kỳ vậy chân nhưng mà review cứu mà của cậu Hải qua Mỹ không có đâu có đồ này review chú ở lo không nếu đi sang đấy thì là vợ chồng cháu thì lại thích là trải nghiệm về cái cuộc sống này. Về thứ hai là cảnh đẹp này. Và mỗi một vùng miền thì có một cảnh đẹp khác nhau. Chứ không phải là quan trọng ẩm thực lắm. Thế như cô chú mà gặp như anh chị con ở ngoài với trong TV có thấy khác nhiều không? Khác nhiều lắm. Khác nhiều. Tối dưới thằng con ở nhà nè. Dạ. Mà nói vợ chồng, cái này lăng lộng làm ăn quá coi như ấy quá thấy chứ già ai gì à coi ai, như ai cũng già về xấu đúng không? Ừ, ừ. Nhưng trên mà TV. Đầu khác nha, người đầu rất trẻ, rất ngoài xinh ngoài đời, nha. Rất xinh nha các bạn. Chú ấy bảo gặp chị Tuyên hôm nay, chú bảo là bất ngờ luôn, gặp chị Tuyên bất ngờ luôn. Nhìn già dặn hơn. Đây là con còn là da mặt là tự nhiên, còn chưa đi làm đẹp cái gì đấy. Nếu mà con nó có tiền mà đi làm đẹp nữa, còn đẹp lắm luôn. Đẹp lắm đó mà, đẹp lắm. Thế thì mong con chúc cô chú với cả em Tú ở đây cũng một đầu xuân năm mới về trải nghiệm ở Việt Nam, có một cuộc hành trình khám phá ở vùng Tây Bắc cũng như là Đông Bắc được nhiều ảnh đẹp và có một cơ hội mà dịp gần nhất mà vợ chồng con mà được quay sang mà review ở bên Mỹ thì đấy là không biết là cách nào cả. Có thể lại gặp lại cô chú ở bên Mỹ luôn. Bang, chứ còn cái bang tôi chắc không ai muốn tới đâu. Cái bang của chú là bang gì? Bang Indiana, bang lạnh. Bang lạnh, lạnh quá. Bang lạnh, lạnh lắm. Hiện giờ đâu quay đường, đá lạnh không rồi. Bây giờ là toàn tuyết à? Âm tuyết đấy. Âm mấy chục còn âm bán tuyết. Không, nhưng mà con là lộn tới đây. Đang muốn trải nghiệm ấy. Nhưng mà với bọn con thì lại muốn là trải nghiệm cái tuyết mà cao dày như thế. Thì mình mới khám phá được. Bà con mình bên này lắm khi là ở Sapa ấy, mảnh đất của con này cũng có tuyết năm 2013 ấy. Chỉ dày đến khoảng 50 đến 60 phân thôi, đã là dày lắm rồi. Còn hiện tượng như mấy năm nay là chỉ có băng thôi. Bên đấy mà xe mà loại xe gầm thấp băng này mà. Xe ô tô này là cấm không đi được luôn. Tôi chạy nhiều hầu coi như nó kẹt giữa đường. Giữa đường tôi bỏ, quanh giữa đường tôi nhí chứ làm sao chịu nó. Mấy thằng Mỹ nó kêu lại, nó đem xe múc, xe cào rồi chúng nó đẩy. Thế cô chú chơi ở đây xong rồi ngày mai là bắt đầu là di chuyển là đi. Bây giờ lịch là trăm chuyện giờ cậu Tú hết. Chứ bây giờ tôi đâu có biết đâu là ý là thời gian về bên Việt Nam chú chơi được bao lâu ấy? Chú chơi tầm một tuần ở ngoài này thôi. Hãy dừa lại bắt đầu lo. Ngày mai là phải đi qua lại. Sang bên kia gì? À chú về thì trước Tết rồi. Đi qua lại chú nhớ mà kể cả vào Sài Gòn bây giờ con có cửa hàng trong đấy rồi. Cậu chú mà mua ăn. Đi Cam Ranh. Đi Cam Ranh. Ý là khi nào mà quay lại Mỹ mà muốn mang cái nước chấm thần thánh thì nhớ ủng hộ cái chấm chéo bên con nhá. Rồi. Tại vì bây giờ không mua nhưng mà tại vì sao? Là bên khuyến mãi là ông đây cũng khuyến mãi này dùng hiểm cứu cuộc toàn hàng khuyến mãi đấy toàn được khuyến mãi luôn thành mua cổ mang chưa sướng nhất chú đấy mua trà mua đồ của em là có khuyến mãi hết chiếu rồi mà vô cái cửa Mỹ là tại nó có cái nó hạt mình còn ngại ngại đỡ mang thứ à không có vấn đề gì bên con là còn được có cả đại lý phân phối ở bên Mỹ luôn rồi à có nhà phân phối bên Mỹ luôn ạ có rồi mà cái bạn Andy ấy Andy cô chú ăn nữa đi này không hết nổi à đây các bạn đây là cái mẹt này là không ăn hết nổi giờ là đang vẫn còn cá lướng này rồi lạp sườn này này mẹt ăn mãi không hết luôn
Rồi thịt vẫn còn này, nhiều quá. Đúng rồi, đây là một cái trải nghiệm là rất là thú vị mà. Hôm qua là khi đến với nhà hàng, các cô các chú là ăn ở trên cao tốc, mình gọi bữa cơm là hết 950 mà được 3 món là một món cá suối, một món thịt, rồi một món gà, một món măng xào. Nhưng mà kiểu là trên cao tốc không có, mình không có lựa chọn nào, đi đêm quá rồi. Đi muộn quá thì không biết sao. Ăn như thế là để lót dạ cho đỡ đói. Bắt buộc phải ăn. Phải gọi cậu Tú là làm sao làm. Phải đặt cái nhà hàng của cậu Hái rồi gần ở khách sạn luôn nha. Ở khách sạn luôn. Ở khách sạn nhà chị hai đêm luôn. Tối qua cô chú được trải nghiệm món gì rồi? Lẩu cá tầm cá hồi. Không, tối qua em lên đấy 10 giờ đêm mà. À, bữa này là bữa đầu tiên. Đầu tiên. Tối nay thì lại trải nghiệm lần lượt đi chọn cả thắng cố nữa này. Xong rồi cả gà đen này, xong rồi lại cá tầm cá hồi em này. Em tư vấn là chú là lên Sapa phải ăn lẩu cá tầm. Lẩu cá tầm cá hồi buổi tối là, đi, buổi tối có nhiều thời gian. Tối là ăn cái lẩu hợp lý hơn, với lại là được thưởng thức nhiều loại rau thế ấy. Thì, sau cái hành trình mà đưa cô chú đi chơi xong lại phải ra đây cùng em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Đi kết hợp với chị em với nhau lại rong ruổi đi. Ok, thế thì mình cũng chia sẻ. Bây giờ cháu cũng đang có cái chút việc của mấy anh em là cũng để đi quay trải nghiệm cho mọi người biết là trên này bây giờ đang có một cái lễ hội. Lễ hội thì hôm nay là dừng rồi. Nhưng mà chưa. Hoãn lại đến ngày 22. À, đấy à. Hôm nay là có một cái điểm check-in mới, đó là xe trượt núi. Xe trượt núi. Rất là hiện đại. Căng. Đấy, mong một ngày gần nhất là cô chú qua mà hoàn thiện 100% rồi thì cô chú lại trải nghiệm. Bây giờ hiện nếu giờ về, còn chú lại giới thiệu đến nhà Tú hàng là nhé. Cậu Tú giờ làm một cái dẫn tour là cháu chưa chắc rồi. Con bảo rồi mà. Nhưng mà bây giờ nhiều việc bận lắm. Cái đi mà Cali là tháng 7 đây đấy chứ. Chị anh chị đi cái đã, rồi coi thử người đấy như thế nào hả? Không, em Tú thì em không làm chuyên về dẫn tour. Nhưng mà em vẫn hứa hẹn với các cô chú là có cô chú nào mà xem kênh mà nhờ em Tú mà đưa đi thì em Tú là vẫn sẵn sàng. Đúng mà không? Nói chung là cũng phải rất là đặc biệt thì em mới đi được chứ còn em giờ thời gian cũng hạn hẹp lắm. Cô trả. Vâng. Thôi chị đi nhá. Vâng. Cả đoàn ăn ngon miệng nhé. Vâng, con cảm ơn cô chú ạ. Đây ghé qua nhà hàng. Chiều nay thì lịch trình đi cầu kính Rồng Mây. Vâng, cảm ơn chị. Đây ngày thứ hai Sapa. Bắt đầu là mình đưa cô chú đi cắt cát. Xuống bản cắt cát. Mấy giờ là có văn nghệ ấy nhỉ? Ở dưới này 8 giờ là có văn nghệ hả? Thế gần đến giờ văn nghệ rồi. Bình thường mà có mấy chục mét ăn thua gì ạ? Xuống dưới kia là tới rồi. Bản cắt cát đi chứ đâu ạ. Xuống đi chú. Ăn thua gì, bình thường mà. Đấy, xuống dưới đấy là chân rồi đấy. Nhìn sâu quá. Thế này ăn thua gì. Ngày xưa cháu đi sông Nho Quế phải leo, có lần đi leo cái bậc gấp 10 lần nhảy nữa cơ. Đi chùa ăn núi ở Bình Định đấy. Cõng gì đấy tráng sĩ ơi? Cõng quà gì đây? Ui ôi, nặng 50 cân không? Ui ôi, leo ngược dốc rồi. Khỏe chưa? Khỏe thế. Không đi một mạch lên luôn anh có phải nghỉ không? Không à? Khỏe thế. Người dân ở đây họ khỏe lắm. Họ cõng là đi ngược núi với leo núi nhảy hết đấy. May lắm thì mới xuôi núi này. Bây giờ cõng bắp cải này. Cõng bắp cải đi bán này. Đấy. Ôi dồi ôi. Lại cõng bắp cải đi bán rồi. Mua bắp cải đi ơi. Mua lại tí sách lên cũng mỏi lắm. Bây giờ đi Hà Giang nên là không có mua mang đi được. Bà con người Mông ấy. Bà con này vất vả nhá. Trồng được cái rau phải đi lên Sapa lại đi bộ đi bán tiếp. Quá vất vả. Hàng ngày là thấy bà con là mang lên trên bán rau ở trên. Đi bán còn bán mãi mới hết được. Đây mình xuống dưới bản để đồ nướng.
Đấy, cô nào muốn thuê quần áo chụp ảnh thì thuê. Rồi, xuống tới bản đấy rồi. Đang sửa chữa, đang kè. Hôm nay đến đây gọi là sớm thì mình mới thấy được là có những cái rất là hay mà nhiều khi đi không để ý. Bà con trồng cả những cái cây hoa lan ở trên mái ngói như thế này. Mái ngói này chắc bằng gỗ pơ mu rồi này. Mái ngói có cả rêu cả hoa lan đấy, nhìn đẹp quá. Trong này là bà như đang làm về đấy là sợi lanh. Bà chuẩn bị bán. Bà đang làm gì đây? Đây là sợi lanh à bà? Sợi lanh để mình dệt vải đấy à? Vâng. Sau khi làm cái sợi lanh này, bắt đầu làm ấy cho vào khung cửi rồi bắt đầu là dệt. Dệt rồi bắt đầu mới mang đi nhuộm. Mang đi nhuộm. Đấy. Vâng. Ở đây bà cụ làm lớn nhất là bao nhiêu tuổi ạ? Bà bao nhiêu tuổi rồi? 90 tuổi à? Rồi, thế thì mua cho bà cái túi. Toàn là các bà lớn tuổi đi bán ở đây rồi. Ôi. Bốn bà đây bây giờ mà không biết là mua ủng hộ cho bà nào. Năm bà thôi. Để mua cái gì đây? Đây là cái này là để đội đầu à? Con trai con gái ạ? Con trai à? Mũ này con trai đội đây à? Vâng. Con cá này bao nhiêu tiền con đấy ạ? 20.000 con à? Em mua cho mỗi người một con. Sau khi đi dạo hồi vòng mua một nắm mua ủng hộ hết cho bà. Đây mua cho bà nữa đúng không? Bà đang đợi dưới để sang mua cho bà nữa. Vâng. Mở hàng cho bà nghe. Úi dồi ôi. Cái bà tai nặng nên là mua. Đây, để con lấy con này đi. Con này. Con này cũng để tặng. Mua một túi rồi. Nhiều quá rồi. Đi một hồi là mua hết gian hàng các bà luôn rồi. Tại là Tú đã có mặt tại Hà Giang rồi các bạn ạ. Chuyến đi lần này thì mình quay cũng rất là ít, gọi là tóm tắt lại cái hành trình mình di chuyển. Thì hôm qua là sau 2 ngày chơi ở Sapa thì hôm nay mình đang có mặt tại Hà Giang và nghỉ tại thành phố Hà Giang. Thì mình đang đến đây để nghỉ ở cái khu không gian văn hóa Trà Cụ Thành. Đấy, cũng là địa chỉ quen thuộc mà mỗi lần mình đi Hà Giang thì mình ghé đây để nghỉ trước một ngày. Sau đó là ngày mai mình sẽ lên đường đi lên cao nguyên đá. Hôm nay thì đến đây thì mình được mời vào uống trà tiếp. Để mời các chú vào uống trà. Sau đó là mình sẽ di chuyển sang làng Hạ Thành. Đấy. Cứ phải đi các cái vùng Tây Bắc kia đi rồi hãy đi Hà Giang.
Tại vì khi mà đi Hà Giang xong là đi những vùng kia là tụt cảm xúc. Hà Giang rất đẹp. Nên là ngày mai mà nhà mình đi là đừng có ngủ trên xe. Vì Hà Giang là đẹp trên cung đường. Thế nên là đi thoải mái ngắm. Chứ không phải là ngủ đâu. Ngủ là thiệt thòi rồi, ngủ là thôi đi về nhà ngủ. Còn Hà Giang là cứ phải ngắm trên cung đường nó mới đã. Đúng rồi. Chỗ nào cũng có điểm check in. Đẹp lắm. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, sáng mai trở đi. Đâu, từ bây giờ và tối luôn nhé. Tí nữa là em sau khi uống trà em lên làng Hạ Thành. Vâng. Mình chơi ăn ở chút, trên đấy ạ. À? Trên đấy. Hay lắm, Hà Giang đẹp. Coi trong phim đến rồi là phải đi cho bình thường. Đây cũng coi trong phim đến rồi. Dạ. Từ cơn đây thôi. Cái đứa nhỏ mà nó cũng thích đấy. Con dân đấy thì ai chứ thích. Nó nói mẹ chỗ này đẹp quá đẹp. Là đi là được con nghe mấy con gì vậy? Nó thanh bí cái gì vậy? Hà Giang nhờ nó nhớ cậu. Nó không đỡ con nhà đi về thì em sao nhờ cậu đi cho nó chiếc thanh bí. Thấy là cái gì á? Nó mớ nó giỏi lắm trà đúng cơ bài bản mấy thức trà, nhưng mà mình là chủ yếu trong nhà đây lên anh thật là làm một ca. Thật ra đầu tiên là quan trọng là mình làm nóng cái ấm trước, tại vì khi mà cái nóng cái ấm sau đấy thì mình chọn cái nhiệt độ để pha trà thì nó sẽ chín trà. Và trà mà chúng ta pha thì chúng ta chỉ pha nhiệt độ ở 80 đến 90 độ thôi thì trà nó sẽ êm. Thế còn nếu mà pha ở nhiệt độ hơi cao ấy ạ, cao hơn 90 độ đấy, thì nó xem, sẽ bị gắt, mình xem tham khảo lên cách pha đấy. Còn nếu mà pha ở nhiệt độ mà vừa mới đun già nước sôi mà 100 độ ấy, thì nó sẽ bị đắng. Thế nên là nhiều khi là các bác mà không chán là nóng cái ấm trà ấy. Thì khi mà mình pha, nhiều người cứ bảo là phải pha nước thật sôi thì trà nó mới ngon. Đấy là do nước thật sôi là nó đã rót vào cái ấm này, nó đã hạ nhiệt đột ngột rồi và đôi khi nó cũng không đủ để nhiệt để chín trà. Nhưng mà cái quan trọng là cái nhiệt nóng đấy nó đã chạm vào trà và nó ra cái chất đắng của trà. Tự dưng là cái ấm trà đấy nó không được ngon nữa. Vì một cái cây cái trà mà sống trên ngàn năm tuổi cũng biết bao nhiêu là ngọ cháu thì xem mấy cây mấy trăm năm. Có cái giá nào để trả cho những cái cây đấy chứ nhỉ? Ngày nay để là thứ nhất là nó có một cái giá để chúng ta có gọi là có cơ hội để chúng ta uống cái tách trà mà mẹ thiên nhiên cho đấy. Và nữa là cái giá để mà làm sao những người làm trà là bám trụ với trà và sống với trà. Chứ còn như những chị em phụ nữ mà làm trà ban đêm ấy, cái thời cái gọi là cái giờ sinh học của các chị em nó thay đổi đột ngột luôn. Trà thì một năm nó sẽ sản xuất được 3 vụ và mỗi một vụ nó rơi vào khoảng 1 tháng là hết. Thế thì khi mà vừa mới quen giấc cái thì là hết vụ chè. Thế là các chị em lại nhìn trần nhà. Xong rồi đến khi mà quay ngược lại cái giờ sinh học bình thường rồi thì lại chuẩn bị đến vụ trà. Vậy thì đúng ra cũng chẳng có cái đồng tiền nào để giả được cho các chị em về cái sức khỏe nữa. Thế nhưng mà đấy là một cái nghề và một cái nghiệp và sự lựa chọn. Làm sao để cho các chị em có được một cái đời sống ổn định kinh tế thì đấy cũng là một cái mà giúp cho xã hội an sinh tốt, mọi cái sự phát triển để chúng ta cùng được hưởng cái giá trị mẹ thiên nhiên cho chúng ta. Chú xem kênh của anh Hải Sapa TV thì kênh Phạm Dũng kênh em lên đây uống trà nhiều hôm nay rồi. Ở đây là trực tiếp lên đấy. Trải nghiệm nhận trà luôn. Còn này đúng là trực tiếp mà coi trong phim hắn đâu. À, trà sang tiết hổ thụ thì màu nước nó sẽ vàng sánh mật ong và đây chính là màu của chất trà. Và trà này mình sẽ uống được 8 đến 10 tuần nước và nhiều hơn nữa. Và 1 năm là trà, 3 năm là thốt, đó chính là cái thức mà trà sang tiết hổ thụ của nhà trà Phổ Thành đang làm hướng theo đúng cái giá trị mà các cụ để lại cho chúng ta. Kinh lão. Thật ra thì cháu đang định mời các cô trước. Kinh lão trước, đâu đầu mà to hơn các cô. Đây cháu mời chú vị lão rồi thì mời cô.
Ở đây là bọn cháu là chính là luôn luôn là ưu tiên các chị em của đứa trước. Là chú. Đây là em mở lượt tình. Nhà mình uống trà này, nhà mình cứ ngậm trong miệng một chút, sau đấy mình nuốt từ từ ạ. Và cái hương thơm và vị và chất trà nó dày ngay trong miệng của mình. Và độ chát của nó cũng sẽ êm, nó không gắt đâu ạ. Các cô thì nếu mà thích hợp nhất thì các cô uống hồng trà là dễ uống. Hồng trà thì nó sẽ không chát, cháu người ạ. Nó thơm nhẹ nhẹ, dễ uống. Xong rồi ạ. Cũng chưa uống cà cho mà nói nhiều cái chuyện về nói nhiều cái quỷ rồi chắc không nó bỏ vô tuôn hay không nhỉ? Đây là gọi như kiểu giống như kiểu trà xanh truyền thống ấy, nhà chị nhỉ? Đây là dòng trà xanh truyền thống đấy, cho nó được sản xuất từ những cái cây chè xanh tuyết cổ thụ trên 200 năm tuổi trở lên và nó sống ở độ cao 1.500m trở lên ạ. Cảm ơn cô chú. Đây là trà tuyết này. Vâng, tất cả là xanh tuyết. Đây đều là trà xanh tuyết. Như cái này là trà chốt loại. Tỉnh 2000. Nó là cái búp trà và nó sống ở cái cây chè xanh tuyết cổ thụ ở trên độ cao 2000m so với mực nước biển. Nó mang tên là bạch trà chốt đỉnh 2000 và đấy chính là cái thức trà mà có trong tiệc trà vừa qua mà khi bác Tập sang Việt Nam mình thì bác Trọng nhà mình mời bác Tập đã. Chính là cái loại bạch trà chốt đỉnh 2000 này đấy. Đúng rồi, uống thức hay là Trung Quốc hay là thưởng thức đó. Đúng rồi. Vâng, bên kia thì cũng nó nhẹ nhàng và nó thanh lắm ạ. Mình là từ xưa giờ là hay được tiếp cận và có cái thói quen là uống trà chát. Thế nên là tự dưng đi vào một cái tiềm thức là trà là phải xanh, trà là phải chát. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ mọi người cũng có được nhiều cơ hội là được chia sẻ này, được biết đến nhiều loại trà và nhiều dòng trà, không cứ là phải xanh và chát. Mà trà đôi khi để lâu năm càng màu đỏ bao nhiêu càng quý bấy nhiêu, càng giảm độ chát bao nhiêu càng quý bấy nhiêu. Nghe chưa? Nghe chưa? Nhớ mình không hiểu là mình cũng không hiểu. Một chút. Người ta đi đâu người ta cũng cảm thấy. Đấy, hôm nay là chuyến này gọi là đi trải nghiệm và đầy đủ là sang Hà Giang rồi, đặc biệt là trà nữa, đúng về Hà Giang đầy đủ đặc sản. Nữa thì mình đang sang bên làng Hạ Thành. Hiện tại giờ là mình đang có mặt tại làng Hạ Thành này các bạn ạ. Hôm nay đưa cô chú đi tham quan làng Hạ Thành, mấy địa điểm mà Tú quay trên YouTube thì các cô các chú xem mà cũng thấy rất là thích. Đấy, cho nên là nói Tú là đưa đi khám phá. Đấy. Cũng được thưởng thức là trà san tuyết của Hà Giang rồi. Đến đây thì cũng tham quan về làng Hạ Thành rồi thưởng thức một số đặc sản ở đây, món ăn ở đây. Bây giờ thì sẽ đi dạo trong làng. Tí nữa là sẽ về ăn cơm tối tại Hạ Thành quán của bạn Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay mình liên lạc thì Nguyễn Tất Thắng thì đang đi bên Hạ Long, không ở nhà để mà gặp được. Tối thì sẽ gặp Phen Phen để uống trà. Hôm nay đang cây lúa đẹp quá nhỉ, quá là bình yên luôn đấy. Giờ mình sang đây xem. Bên này đang cấy lúa nè. Đấy. Bà con ở đây là đang cấy lúa rồi. Năm ngoái mình đi thì có hai đợt. Một đợt thì lúa đang vàng, một đợt thì gặt rồi. Đẹp quá này. Cái khúc này đẹp quá. Chiều nay thì mình đi tham quan số con đường khác. Chào cô chú nha. Mới đi cấy về à cô chú?
tham quan trong bản. Cụt đường rồi. À đâu, chỗ kia vẫn có đường đi à? Vẫn có thanh niên đi xe máy được, là vẫn đi được. Đây là cây tre này cô này. Đấy. Góc này ra nhìn đẹp ghê này. Đẹp quá, chỗ này nhìn ra đẹp quá nhờ. Góc này nhìn sang đẹp quá. Vâng. Đây đẹp quá, góc này bình yên quá. Bữa tối là hạ thành quán nên là có màn mời rượu. Mình cũng quay một chút về gọi là khi dừng chân ở Hà Giang. Đấy là những cái địa điểm mà quen thuộc, anh em mình đi, các cô các chú hay xem trên YouTube thì cũng muốn ghé thăm. Thì bây giờ Tú cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây nhé. Chuyến đi lần này thì các cô chú lớn tuổi cho nên mình không có quay nhiều. Mong các bạn cũng thông cảm là clip nó không có được hay như mọi khi. Mong các bạn là thông cảm. Cảm ơn các bạn đã yêu mến, ủng hộ, đồng hành cùng video của Xe Đầu Kéo Vlog nhé.